Hồ Điêu. Và rồi bây giờ, bạn đã sẵn sàng để kể cho chúng tôi nghe tình yêu ngày ấy của mình. Khi mình nghĩ đến cái chuyện là làm sao sống tiếp được. Dạ. Thì tức là đã có những lần mình nghĩ rằng mình muốn kết thúc. Dạ có. Thậm chí là có nhiều đêm mà em nhìn, em nằm ngủ mà em nhìn lên trần nhà, em không ngủ được, em cứ nằm đấy em khóc. Xong rồi em cứ trừng trừng, em mở mắt em nhìn lên trần nhà. Rồi tới sáng mắt em không đóng lại được luôn, nó bị đơ, cái miếng mắt em không đóng mắt lại được. Chỉ có 3 ngày thôi mà lúc đó tóc em nó đang còn đen, mà 3 ngày thôi là tóc em nó thờ thành màu muối tiêu luôn. Em stress khủng khiếp trong cái giai đoạn đó. Mẹ có nhận ra những cái biểu hiện mệt mỏi? Dạ có, mẹ nhận ra được những cái điều đó và mẹ cố gắng để bù đắp lại những cái thứ đó cho em. Ví dụ như là mẹ nói cho em nhiều cái món em thích hơn, hoặc là mẹ cho em uống thuốc này thuốc kia các kiểu kiểu. Vừa là thuốc để bồi bổ, vừa là thuốc để điều trị cái... Theo niềm tin của mẹ. Dạ, đó là thuốc điều trị cái bệnh động tính theo niềm tin của mẹ. Tại vì lúc mà mẹ phát hiện ra thì mẹ đã đem em đi xuống thành phố, đi hầu như là tất cả các bệnh viện ở thành phố để tìm xem đó là cái bệnh gì để mà chữa trị cho con nó. Tại vì bây giờ mới phát hiện ra thì nó còn sớm. Rồi em còn nhớ là cái lần đầu tiên mà gửi kết quả về nhà, thì trong nhà em mọi người đang quay quần với nhau, thì em đang nằm riêng ở trên cái võng, thì mẹ mới đem kết quả lại cho em xem. Dì em cũng ở có mặt ở đó. Dì em bị sốt bại liệt từ bé cho nên dì em đi hơi bị khập khiễng. Đó, thì lúc mà cái kết quả của em bình thường, cái dì em ôm em, dì em khóc. Dì em bảo là con còn may mắn, con còn được làm người bình thường. Trong đầu em lúc đó em rất là đau, tại vì cái quan điểm của dì em trong giai đoạn đó, em nghĩ là đây là một cái sự khuyết tật, đây là một căn bệnh, và rất là may mắn là cháu mình nó không có bị khuyết tật như mình. Dì em đang đánh đồng hai cái việc đó với nhau. Em đã khóc rất là nhiều. Em thấy mình bị tổn thương nhiều không? Dạ, em rất là tổn thương và em cũng tội cho dì em nữa. Tại vì sau mẹ em thì dì em là người thương em nhất. Cho nên lúc đó thì hai dì cháu ôm nhau khóc. Lúc đó em có muốn gặp gỡ ai không? Khi mà mình chưa sẵn sàng để đối diện với bản dạng giới, tự nhiên cái mẹ la lên cho cả làng biết. Tất cả mọi người đều biết trong một cái cơn mà mình bị đánh úp như vậy. Dạ. Thì cái sự gặp gỡ xã hội của em nó đã diễn ra như thế nào? Tất cả những cái quan hệ xã hội của em nó đều bị dừng lại vào trong cái giai đoạn đó luôn. Là vì em cố tình? Là tại vì mẹ em không cho phép. Nếu mẹ cho phép thì em có muốn gặp một ai đó? Thật sự là cũng không luôn. Tại vì từ bé luôn thì em đã rất là độc lập về mặt cảm xúc rồi. Nếu mà em có một cái cảm xúc gì nó tiêu cực lắm thì em sẽ chọn một cách giải tỏa nó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là em sẽ viết văn, em viết thơ, em vẽ tranh các kiểu. Lúc đó thì em đã đối mặt với cái cơn khủng hoảng đó như vậy. Em viết rất là nhiều, em vẽ rất là nhiều. Và hầu như là em khá là độc lập về cái mặt cảm xúc trong cái giai đoạn đó. Em đối mặt với cái cơn stress khủng khiếp đó một mình em thôi. Em không có tin tưởng được bất kỳ ai để mà chia sẻ hết. Tại vì những cái người bạn thân của em thì đã được mẹ em dặn căn dặn là phải coi chừng nó, không có được để cho nó tiếp xúc với bạn kia. Em cũng cho nên cái sự tin tưởng của em với các bạn cũng không có còn nhiều nữa. Em không thể nào chia sẻ được. Mình cảm giác mọi người đều trở thành những camera giám sát. Dạ, mình đúng rồi, tất cả mọi người đều quay lưng lại nhưng mà họ vẫn nhìn thấy em làm cái gì. Họ không có thể tiếp xúc được, em không có thể chia sẻ được bất kỳ cái gì với những người bạn hay là những cái mối quan hệ trước đây. Đã có bao giờ những cái suy nghĩ về việc là nếu như sống như thế này thì thôi thà mình chấm dứt còn hơn? Dạ có. Có một lần là, không phải là một lần nữa, đã vài lần rồi là vài em đã lần. Mang, em đã lênh lén em mang luôn kéo vào trong bồn tắm rồi. Em cứ nằm trong bồn tắm rồi em ngửa đầu em nhìn lên trên rồi em cứ trong, em rất là đấu tranh nội tâm về cái việc đó. Bây giờ nếu mà mình kết thúc cái chặng đường này rồi thì chắc chắn là mình sẽ không phải chịu đựng được, mình sẽ không có phải chịu đựng những cái cảm xúc quá tiêu cực như thế này nữa. Nhưng mà nếu mà, tại vì nhà em thì ba mẹ em đã ly dị với nhau rồi, nhà em chỉ có 3 người thôi và em là con trai duy nhất trong nhà, thì lỡ như vậy rồi thì sau này mẹ như thế nào? Mình vẫn còn nghĩ cái vai trò của mình đối với mẹ. Dạ. Với lại cái này là em hơi nhát tay cho nên em cũng không thể nào tự xuống tay với bản thân em được. Vậy thì thực ra cái giông gió của cái cuộc tình này nè, dạ, nó là cái giông gió của cái sự phụ bạc mà hai người yêu nhau dành cho nhau, hay là cái giông gió của những cái tác động bên ngoài làm cho cuộc tình nó không yên ổn? Thật ra thì tới bây giờ luôn em vẫn chưa xác định được nữa. Tại vì lúc đó, lúc mà quen nhau chỉ có một thời gian rất là ngắn thôi, chỉ có một tháng thôi, thì có những cái mâu thuẫn nó có xảy ra,
Nhưng mà tại vì em nghĩ là cái dông gió bên ngoài nó quá lớn, nó quá khủng khiếp, nó quá vô vập mình rồi, cho nên mình đã quên đi những cái sự mâu thuẫn nhỏ nhỏ trong cái mối quan hệ. Và tất cả những gì em cố gắng làm là em phải gồng gắng em chịu đựng cái, những cái cơn gió bên ngoài, để mà em cố gắng em bảo vệ bạn, không để cho bạn rơi vào cái tình trạng giống như em. Tại vì mẹ em đe dọa là nếu mà mày tiếp tục mày lân la, mày tiếp xúc với cái đứa kia thì tao sẽ tìm tới nhà của nó để mà tao nói chuyện với ba mẹ nó. Tại vì mẹ em đã cấm túc em rồi, cho nên em không có thể mà nói chuyện hay là gì với bạn hết. Thì em chỉ có một cách duy nhất vào thời điểm đó thôi, đó là em đi học sớm. Em đi học sớm một tí, tuy mỗi ngày em đi học sớm 5 phút, 10 phút. Và em cũng nói với bạn như vậy là đi học sớm để nói chuyện với tao. Nó thì tụi em gặp được nhau 5 phút trước cái giờ vào lớp. Nó thì tụi em thường là nói chuyện với nhau trong cái khoảng thời gian đó. Và lúc mà mẹ em đã đe dọa là sẽ tìm đến nhà bạn rồi á, thì bạn dứt khoát với em luôn là bạn bảo là tao không thể tiếp tục như thế này được. Tại vì ba mẹ tao thì làm nhà nước, cho nên là nếu mà cái chuyện này mà ba mẹ tao biết thì ba mẹ sẽ không thể chấp nhận được. Và lúc đó thì em rất là em bật khóc tại chỗ luôn. Tại vì ủa tại sao vậy? Tại sao bản thân tao đã phải gánh chịu quá nhiều thứ rồi để mà tao cố gắng bảo vệ mày, nhưng mà mày chỉ cần nói với tao là cho qua cái giai đoạn này thôi, đợi mình thi đại học, mình học đại học xong rồi, đợi lúc mình thi tốt nghiệp thi đại học xong rồi thì mình sẽ lên thành phố, mình có thể tiếp tục mình học với nhau, mình có thể tiếp tục ở bên nhau. Tại sao mày không thể nói với tao được như vậy mà mày lại bỏ rơi tao trong cái giai đoạn như thế này? Thì bạn đã nói như thế nào? Bạn nó bảo là coi như là cái chuyện này chưa xảy ra, coi như là mình chưa có cái mối quan hệ này. Về bản chất đó là một lời chia tay. Dạ, đó là một lời chia tay. Trong khi mình thì mình vẫn muốn cố gượng để qua cái đợt bão này rồi mọi thứ nó lại bình ổn theo kiểu khác. Nhưng với bạn ấy thì sẽ không có một cái sự bình ổn nào sau đó. Dạ. Vậy đã có bao giờ mình nghĩ rằng là nếu như qua khỏi cái giai đoạn đó mà nếu bạn ấy đề nghị hai đứa tiếp tục lại với nhau, em có bao giờ chờ đợi cái điều đó diễn ra sau cái sự kiện đó không? Dạ có, thực sự là có. Tại vì cái mối tình đầu mà dù nó có không đẹp một tí đi chăng nữa thì cái kỷ niệm của mình nó cũng sẽ tô vẽ lên cho nó trở thành một cái thứ tuyệt vời, nó hoàn hảo. Và lúc mà em biết là bạn có một cái người mới rồi á, thì em có hẹn đi ăn chung với nhau để mà em biết được là cái người mới như thế nào thôi. Nó dùng để thỏa mãn một cái sự cái tâm sân si đó. Một cái tí ghen tức đó của em thôi. Mới như thế nào, tại sao mà mày không thể cho tao một cái lời hứa về cái sự tiếp tục của hai đứa mình để mày quen người mới? Thì em muốn xem là người đó như thế nào. Và nó chỉ dừng lại ở việc đó thôi. Chỉ là một cái cuộc đi ăn và em thấy người đó như vậy như vậy, thì em quyết định là em sẽ không có tiếp tục mong chờ vào cái mối quan hệ đó nữa. Tình cảm thì nó vẫn còn, nhưng mà nó chỉ còn một tí thôi, kiểu nó giống như nó chỉ còn một tí rượu ở dưới đáy ly thôi. Lâu lâu thì nó giận lên một tí, chứ cái me nó không thể nào nó sánh lên tràn để mà mình say được như một lần nữa. Thì bạn ấy chọn rời khỏi cuộc tình, chứ không có ở lại để cùng em chống chọi. Nhưng mà biết đâu mình nhìn ở góc độ này mình cũng cảm thấy thỏa lòng là điều đó có nghĩa là tình cảm của hai đứa chưa đủ lớn. Sau này thì khi mà em nhìn lại cái giai đoạn đó thì em nghĩ là chắc là chỉ có một mình thôi, chứ người ta không có yêu mình tới thế đâu. Người ta có yêu em nhưng không có nhiều để có thể đương đầu với dông gió. Vậy thì cái đỉnh điểm cái mối quan hệ giữa em với mẹ nó được giải quyết như thế nào trong cái hành trình mình được sống đúng với bản thân của mình? Thật ra mà nói thì sau cái sự come out không thành đó thì em với mẹ không có nhắc tới cái vấn đề đó nữa. Thật ra em không có come out. Nhưng mà sau này luôn thì gần đây thôi thì hàng xóm của em có sang chơi rồi mấy cô thì hỏi là có bồ chưa, chừng nào lấy vợ các kiểu các kiểu. Thì mẹ em mới bảo là bộ nhất thiết là cứ phải lấy vợ thì nó mới được hạnh phúc hả? Chỉ cần nó sống như thế nào mà nó cảm thấy đủ, nó cảm thấy hạnh phúc, nó cảm thấy vui mà nó không có làm hại tới những cái người xung quanh thì ổn rồi. Mẹ em không có yêu cầu gì về cái chuyện mà lấy vợ sinh con. Thì em nghĩ là đã có được những cái sự đồng thuận nhất định từ cái vị trí mẹ em rồi. Vậy thì với kinh nghiệm của một người bỏ vốn đã rất nhiều thì lời khuyên của em dành cho các bạn là làm sao để cân lượng được cái vốn như thế nào là vừa đủ, cỡ nào là vừa đủ?
em cũng không có một cái lời khuyên chắc chắn về cái việc vốn liếng trong cái việc yêu đương này, bởi vì nó rất là khó đong đếm, không thể nào mà mình rót nó ra ly hoặc là mình đổ nó ra tô để mình cân coi mình yêu người đó bao nhiêu. Nhưng mà mình phải yêu thương bản thân mình trước đã, tại vì không ai có thể làm việc đó thay mình. Nếu bản thân mình không có thể tự yêu thương được mình thì không có lý do gì để mà một người khác phải làm cái việc đó thay mình cả. Chị nghĩ rằng đúng như em nói, đúng như Huy nói, làm sao mà cân được, nó không có phải là một cái yếu tố mà mình định lượng được bằng cân nặng hoặc là bằng chiều cao. Nhưng nó sẽ có những cái giá trị thụ hưởng mà nó tuyệt đối không được mất đi. Đó là sự an toàn của bản thân, sự tồn tại của bản thân, và mình vẫn còn tin là mình tự mình đi tiếp được. Chị nghĩ đó là lúc mà chúng ta hiểu rằng là vốn tới đó là vừa. Chứ còn khi mà mình bước vào một cuộc tình và ở đó mình mặc định rằng là cuộc tình này mất đi là mình cũng không sống nổi. Hoặc là cuộc đời của mình nó như thế nào là hoàn toàn do cái chủ ý của bên còn lại. Thì chắc chắn rằng là bạn đã đang góp vốn quá nhiều. Thậm chí là bạn đang đổ toàn bộ vốn của mình vô, và nếu cuộc tình này mất đi là bạn bị đứt vốn luôn. Bạn mất trắng luôn. Một cái hành trình tình cảm mà chị nghĩ rằng là cái sự vỡ ra của nó, mà cái thành quả em nhận được nó lại không nằm trên chuyện tình cảm. Nó lại nằm trên cái hành trình mà mình đi tìm kiếm chính bản thân mình. Cậu con trai, một bạn Huy năm 18 tuổi đã gục ngã vì đơn thuần là trung học phổ thông còn chưa tốt nghiệp mà. Thì không biết đậu không, đúng không? Rồi cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Nhưng mà khi mình dần dần lớn lên, mình bồi đắp năng lực, tự nhiên mình mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn Huy vì chia sẻ của em. Mọi người có thể cảm thấy, ủa vậy là cuối cùng câu chuyện tối hôm nay nó là dạng nào? Tình đầu cũng không phải lắm. Mà phải chứ, đó là tình đầu, và rất là thú vị khi cái giá trị của cuộc tình trong đêm nay nó không nằm ở một cái kết quả là hai bạn nắm tay nhau, nhẫn cưới được trao đi, một cái tờ hôn thú được xác lập, hoặc là một cái chuyện tình dài hơi, mà đó là cái hành trình để mỗi người nhận ra được bản thân của mình và sống tốt với cái cuộc sống của mình, mạnh mẽ hơn, gan lì hơn, có giá trị. Ở đây là một buổi casting với bạn Nguyễn Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5 tháng 1 năm 1998. Em quê em ở Hậu Giang, em đang làm việc. Em đang làm chuyên viên marketing ở bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu và Sóc Trăng ạ. Chị nhắn hả? Cái Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade. Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em là em có mục tiêu rõ ràng. Em biết em sẽ làm cái gì tiếp theo. Rồi em chăm chỉ. Nếu có em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nhớ không được tốt. Nấu ăn cũng không ngon. Alo. Có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc ơi, nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình. Nhưng mà kéo dài. Ý em bật cái em ngồi gần chiếc camera xuống được không, tại vì nó bị chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta.
Để em bật 4G Ừ, thử. tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi đấy nha, Ok. em nói chuyện này nhé. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng cũng quen. Quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình một tháng đó em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi, em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc cũng môi trường của em cũng nữ nữa nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình một tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Dạ. Em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó ước đem cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ rồi biết nhau là qua qua bạn. Ừ, biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay nhưng mà chưa có hôn. Trời đất ơi. Chị yêu xa mà chị. Ừ, có nắm tay chưa hôn. Là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Dạ đúng rồi. Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. Em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn ổn định của em là như thế này, ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Là thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn đi chơi mà em ăn chơi ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi, ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao, ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào, 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ 5 triệu 15 à? 15 triệu rồi, ok rồi. Quê quán nè, em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ hoặc là Sóc Trăng. Tuổi tác? Dạ hơn tuổi em nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, 1994 mạng quả đúng không? Rồi bà mê tín quá bà ơi. Trời. Nhưng em không mê tín lắm nhưng mà gia đình em mê tín. À, vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi. Đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi. Rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn 1m7. Cao trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m55. Trời ơi gì vậy bà? Ủa thì cái 55 kiếm 1m63 là được rồi. em muốn 1m7 tại vì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Chị cho nó uống sữa. Rồi thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Dạ. Mập được không? Cũng được. 98 kg được đúng không?
Đúng mà. Đó rồi hỏi nữa. Rồi, ok. Còn muốn muốn với bạn trai nữa không nè? Em cũng biết. Đã, ví dụ như bạn bạn không được. Rồi ok. Đây là một buổi casting ha. Thì có gì là sẽ nếu nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bạn biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ chào chị nhá, chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 Vâng. ạ. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Rồi. Chị Hà làm công việc gì? Em làm công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất á, ghế sofa với lại may rèm nữa. Mây rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Trung bình mỗi ngày thì được 8 9 triệu tính tiền. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, thế vậy điểm yếu ạ? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy, không Nhút. có, với lại cái cam chiều cũng hơi hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh là đến với nhau từ năm bao nhiêu, xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2000, à quên, 2007 em hỏi. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương ấy. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi Tàu em lấy chồng và vào trong này. à? Lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này. Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp ấy. Về cũng À. cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về một cây làm. Thế ở ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con tự mình lại mấy mẹ con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung thì em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc gì nữa thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông này biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vũ phu cũng cờ bạc cả được. Rồi. Chị. Về, chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào?
Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao lại chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, để à? em đẹp, em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, tụ tỉ với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đấy. Nói chung là em cũng không phải là em phân bì này kia, nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng cũng có nhiều cái đó em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Như là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa, nhưng mà được. Ý là Dạ. em chỉ, nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Tại đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá hay nên không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có đơn nhẹt là được. Dạ rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình không ạ? À, hai con nó thì không có biết, nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi, chứ sau này con không nuôi mẹ À. đâu. Nên nhiều khi Dũng vui vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, Dạ trên vâng đúng rồi. nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng khoảng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình rồi. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Còn về tuổi tác, chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50, 50 là 45 thôi. Từ 45 tới nay cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.